Tập 14. Kinh hoàng 3 năm. Trước thì dân tộc đột quyết chinh chiến, sau đó quan trung đại hạn. Đúng là nỗi lo thù trong giặc ngoài, bệnh dịch hạch châu chấu theo nhau mà đến, càng khiến cho lưu vực Nhị Hà kinh kỳ hậu thuẫn. Hầu như vụ mùa không thu hoạch được, một lượng lớn nạn dân trong thành Trường An cho thấy Dương triều Đại Đường đã đến thời khốn khó nhất. Vậy mà trong lúc cực khổ, một tai họa ngập đầu đang được ngấm ngầm chậm chạp chuẩn bị, đồng thời ấp ủ một đòn chí tử. Mau đi, vào đi, vào đi. Để chúng tôi ra ngoài đi. Tuyệt đối không thể để những người này vào trong thành Trường An. Tập trung lại cho ta. Đại nhân, tập trung chỗ nào? Chỗ nào hẻo lánh, dân cư thưa thớt thì tập trung lại đó. Ta quay về bẩm báo Phục đại nhân, rồi sẽ xử lý sau. Tốt lắm. Đại nhân, cứu chúng tôi đi. Đừng đi mà. Tất cả nghe rõ đây. Đại nhân có lệnh phong tỏa Linh Quang Tự, không được thả bất kỳ ai. Dạ. Chủ nhân, lại đến bờ sông phóng sinh hả? Đâu có, đeo cái vỏ tre như vậy muốn lên núi hái thuốc mà thôi. Giáo quan cứ nghĩ là chủ nhân đi câu cá chứ, nhưng chủ nhân lại chưa bao giờ câu được cá, nên giáo quan nghĩ là chắc mỗi lần chủ nhân câu cá, câu được con nào đều đem đi phóng sinh hết. Nè, ông trời luôn có đức hiếu sinh, nhớ cho kỹ nghe. Chết còn sĩ diện. Đại nhân, đứng lại đó. Khoan đỡ. Ngươi muốn nói gì? Tại hạ chưa bị nhiễm bệnh, bà sao cũng bị nhốt lại chứ? Ai có thể chứng minh là ngươi không bị nhiễm bệnh? Bây giờ dịch bệnh lan tràn, tất cả những người ở đây đều không được rời khỏi Linh Quang Tự nửa bước. Dẫn đi. Đi, nhanh lên. Đi, đi mau. Người đâu? Đại nhân, về bẩm báo với Phục đại nhân, toàn thành lục soát tìm kiếm người mặc áo đen mang gậy gỗ. Rõ. Mấy năm trước bần đạo quan sát thiên tượng, phát hiện ra tai kinh nhập vào, chủ ôn dịch mạnh lên, e rằng nhân gian lại có thêm một tai họa lớn. Lại có phiền phức rồi, tại hạ muốn nghe cụ thể hơn. Ôn dịch xảy ra nhiều vào mùa xuân, nhưng đến mùa hạ thì tự hết. Triệu chứng của dịch bệnh này là nổi những nốt đỏ ngoài da, lan khắp toàn thân. Sau khi đỏ khắp toàn thân thì sẽ sốt cao không hạ, dẫn đến nghẹt thở mà chết. Vậy có thể thấy ôn dịch sẽ tới chừng nào không vậy? Gần đây Trường An khí hậu không tốt, bách bệnh sinh sôi. Nếu xử lý không đúng cách thì dịch bệnh sẽ càng hoành hành. Vậy có cách để chữa trị hay là không? Sự tại nhân duyên, nếu như đạo chi có thể... Nè, từ trước tới nay tôi không có vụ làm ăn nào lỗ vốn hết. Vậy thì không cần phải hỏi nhiều nữa. Chỗ này là nơi phương ngoại, hồng trần tục thế chỉ nói đến đây thôi. Nào, xin mời. Xin mời. Mời.
Dân võ học nông cạn, trước mặt hoàng hậu nương nương đã kém cỏi rồi. Nếu luận về nữ anh hùng thì Thái Bình công chúa được coi là đại đường đệ nhất. Còn con càng ngày càng xinh đẹp, giống mẫu thân của con rồi. Phất Dân đâu dám so sánh với mẫu thân. Trước đây Lý Gia Trang giành Giang Sơn cùng với các lộ anh hùng, loạn thế lúc đó đã tạo ra nữ anh hùng như mẫu thân của con. Nếu như con sinh sớm hơn 20 năm, nhất định cũng sẽ là một nữ anh hùng như mẫu thân rồi. Đa tạ hoàng hậu nương nương đã quá khen. Nếu như Phất Dân gặp phải sự lựa chọn như vậy thì cũng giống như mẫu thân, không để hoàng thượng và tôn thất đại đường phải thất vọng. Cậu của con mà nghe được những lời này nhất định sẽ rất vui. Trong tôn thất nữ tử nổi bật như con còn có một người nữa. Người đó là con của ai? Chắc con đã nghe nói con gái của Lưu Văn Dương Lý Hoành. Lý Hoành này từ nhỏ cũng đã giống như con, vừa giỏi văn vừa giỏi võ, nhưng đáng tiếc Lý Ái Làm Phản bị chém, Lý Hoành cũng mất luôn tung tích. Lý Hoành mà hoàng hậu nương nương nhắc đến, Phất Dân không có chút ấn tượng nào. Đừng nói là con, đến nay như bổn cung cũng không có chút ấn tượng. Lưu Văn Dương được phong đất cách Trường An rất xa, chỉ có Lý Ái thường năm nào cũng vào triều, còn những tôn thần khác đều ít đi lại, không giống như ở Trường An đi lại thường xuyên. Đúng rồi, tôn thân có quan hệ nhất với con ở Trường An có phải là Lý Thừa Nghĩa, con trai của Lý Kiến Thành không? Xin hoàng hậu nương nương tha tội. Đó là lúc Lý Thừa Nghĩa còn nhỏ. Lý Kiến Thành, Lý Ái Làm Phản, kết quả đều bị quả. Chuyện của Từ Ân Tự cũng không thể giấu được thánh thượng. Còn không cần phải hốt hoảng. Lý Hoành cũng vậy, mà Tiểu Thừa Nghĩa cũng vậy. Thật ra thánh thượng đều hy vọng bọn họ có thể sống tốt. Thánh thượng còn thường xuyên nhắc đến con, hy vọng con có thể năng đi lại trong cung, trò chuyện với các huynh đệ tỷ muội. Nào nào, con mau đứng dậy đi, lại gần đây nói chuyện. Nào nào, tiểu pháp dân. Thánh thượng từ bi nhớ đến là phúc phần to lớn của tôn thất giảng bối chúng con. Vụ án Từ Ân Tự nghe nói là do một thuật sĩ có tên là Lý Thuần Phong phá được. Thánh thượng cũng đã có nghe qua. Lễ ý kiến của Bành Quốc Công sắp tới có lẽ cũng sẽ triệu kiến hắn đó. Bành Quốc Công, người đó có phải là Dương Công Khoách đã dạch tội làm phản của Lưu Giang Dương? Chính là người đó. Ông ta dạch tội làm phản của Lý Ái Có Công, đã lãnh chỉ tiêu diệt phản đảng Lưu Giang Dương phủ. Thánh thượng thấy được lòng trung thành của ông ta, cho nên gia phong là Bành Quốc Công tiếp nhận U Châu Đại Đô Đốc. Nghi thần Công Tôn Khoách khấu kiến hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Ái khanh bình thân. Tạ hoàng thượng. Mạnh Quốc Công, biết chậm triệu khanh vào là có việc gì không? Hồi bấm hoàng thượng, hoàng thượng triệu kiếm di thần.
nhất định là vì việc sắp xếp dân đói đi vào Trường An. Đúng vậy. Nay việc cấp bách của đại đường ta là dịch bệnh. Hiện nay dịch bệnh ở các nơi đã khó mà khống chế được. Cứ như vậy, Trường An ta nguy cấp, đại đường ta lâm nguy. Ai Khanh, Khanh có kế sách gì không? Khải bẩm hoàng thượng, Di thần thật sự cũng đang lên kế hoạch. Ái Khanh hãy trình bày đi. Theo ngụ kiến của Di thần, ngoài việc tăng cường phong tỏa tin tức không được phổ biến cho bá tánh ở trong thành, ta nên mời cao sĩ tế thiên cầu khẩn dập tắt dịch bệnh. Có điều không biết đại đường ta có cao nhân nào có thể tế thiên cầu khẩn dập tắt được dịch bệnh. Người này là một thuật sĩ ở Kỳ Châu tên là Lý Thuần Phong. Có điều Di thần đang nghĩ bối cảnh của người này có hơi phức tạp. Một thuật sĩ mà lại có thể có bối cảnh thân phận à? Hồi bấm hoàng thượng, tiên phụ của người này chính là trọng thần Lý Bá của tiền triều. Nhưng mà người này lại không quan tâm tới triều chính, chỉ một lòng muốn nghiên cứu đạo học du ngoạn nhân gian. Lại có một quyển sách Phương Chi Đồ, sau đó dứt khoát xuất gia làm đạo sĩ, tu hành đến mức đạo hạnh cao thâm. Trong nhân gian lưu truyền, Lý Thuần Phong từ nhỏ đã được tiên phụ chân truyền, thế hệ sau hơn thế hệ trước. Ông ta biết thiên văn địa lý, học các loại phương thuật, không có gì là không thông. Nếu thánh thượng có thể ân chuẩn cho người này tế thiên cầu khẩn, chắc chắn có thể đẩy lùi dịch bệnh. Được, việc này giao cho Bành Quốc Công xử lý. Nếu có thể tiến cử được hiện tại, dập tắt được dịch bệnh, lập được công lao lớn cho đại đường ta. Thần tuân chỉ. Ê, trời ơi, yêu đạo, mấy ngày hôm nay ngươi đi đâu vậy? Ta tìm ngươi khắp nơi đó. Có gì lên lầu nói. Nè, yêu đạo, nè, rốt cuộc ngươi đi đâu vậy? Lên núi hái thuốc thôi. Ê, cái này là cái gì? Ê trời. Nè, yêu đạo à, hôm trước ta đưa binh đi tuần thành, phát hiện mấy thi thể của nạn dân đã chết trông rất đáng sợ đó. Ta nhận được tin báo Linh Quang Tự có tụ tập phi pháp. Kết quả khi phái người tới, chỉ phát hiện được đám dân lưu lạc, thi thể cũng như đám nạn dân kia. Bây giờ đã điều tra ra là ôn dịch, ta đã quả tốc báo ngay sự việc này vào trong cung rồi. Trong cung đã truyền chỉ phong tỏa sự việc, cho nên bây giờ rất nhiều bá tánh vẫn chưa biết. Sao? Nếu như thật sự là ôn dịch thì giấy có gói được lửa không? Đúng, người nói rất đúng. Cho nên hôm nay ta mới tìm ngươi nè. Yêu đạo à, ngươi xem có cách gì chữa cho những người này hay không? Tìm tôi hả? Vậy thái y trong cung chết hết rồi sao? Vấn đề chính là ở chỗ này. Ngươi có biết không, sau khi xảy ra sự việc, thái y quản đã phái thái y đi rồi, nhưng mà tất cả những thái y này hợp lại cũng không ra được phương thuốc gì. Được. Yêu đạo à, những người bị chết đa số đều là nạn dân. Họ sinh ăn ở đầu đường, ngủ ở xó chợ, đều là những người đáng thương lắm. Một tên thuật sĩ giang hồ mà tự nhận mình là thanh cao. Nếu như được trọng dụng, chẳng phải càng không coi ai ra gì sao? Hôm nay á, nhất định phải làm nhục nhuệ khí của hắn, để cái tên Lý Thường Phong này biết được sự lợi hại của chúng ta đây. Đúng vậy, phải cho hắn biết lợi hại đi. Thuật sĩ không thể nào đề cao hắn được. Nè, nghe ta dặn nè, lát nữa ngươi mang theo mấy người. Hơn nữa nếu như án này không phá được, sẽ nguy hại tới toàn thành. Yêu đạo, có phải ngươi đã nghĩ ra được cách gì rồi không? Lý Mộ đang nghĩ, nếu dịch bệnh ảnh hưởng đến toàn thành như vậy, cái quán rượu của Lý Mộ cũng phải ngừng kinh doanh đó. Cho nên ta sẽ lập tức báo giáo quan mà hết cho rượu tổ bán ra với giá thấp để tránh bị tổn thất. Đủ rồi, ta nói ngươi biết, bây giờ bá tánh đang trong tình trạng dầu sôi lửa bỏng, ngươi chỉ biết nói chuyện buôn bán thôi. Buôn bán thì sao chứ,
Tôi là người buôn bán, đương nhiên phải nghĩ đến việc làm ăn trước tiên. Bảo gia giải quyết cứu trợ nạn nhân là việc làm ăn của huynh mà. Tôi là bạn của huynh mà, tranh công của huynh làm cái gì? Đi đi. Hey, mấy vị khách quan muốn uống rượu đúng không? Ai là Lý Thuần Phong? Các vị khách quan tìm chủ nhân nhà tôi có việc gì vậy? Bớt lời đi, ta hỏi ngươi ai là Lý Thuần Phong. Ta không có bằng hữu như ngươi, ta đi đây. Sau này ta không thèm đến nữa. Cái thứ gì đâu không? Chủ nhân nhà tôi sao vậy? Chủ nhân, ông xem, mấy vị khách quan này thật sự là hung dữ quá, cứ đòi tìm chủ nhân hoài. Xin chủ nhân hãy định đoạt giùm. Ta các người muốn làm gì? Đưa hắn đi. Vì sao? Đi rồi sẽ biết. To gan, các người lại dám đến tùy ý lâu của ta gây chuyện sao? Phá hoại việc buôn bán của ta. Lên cút đi. Chạy mau. Thái bình thịnh thế dưới chân thiên tử, sao có thể để cho các ngươi gây loạn bắt người? Tiểu tử thúi, dám ra tay với ông đây, hôm nay ta sẽ phá tùy ý lâu của ngươi và cũng bắt Lý Thuần Phong đi. Còn dám làm bừa, đừng trách ta đau hạ vô tình. Bàn gỗ thông 1 lượng 3 tiền, tiền công 5 tiền. Bạn hư hại tính theo giá cũ trừ đi 2 tiền. Để xem các người còn dám phá đồ của nhà ta nữa không. Bắt đền mạt hết. Sao lại muốn phá tiệm của Lý Mổ như vậy chứ? Tên tiểu tử này quá ra không phải là Lý Thuần Phong. Người đó đúng là quá to gan mà, dám đến đây gây rối hả? Bảo ngươi đi mời Lý tiên sinh vào phủ, sao ngươi lại có thể vô lễ đến như vậy? Cẩn thận, ta về báo lại với quốc công gia, đánh gãy cái chân chó nhà ngươi đó. Vị tiên sinh này nhất định chính là Lý Thuần Phong rồi. Cái tên đầy tớ này mới vào phủ làm, hắn không hiểu quy tắc, đã xúc phạm tới tiên sinh, mong tiên sinh thông cảm cho. Tại hạ lúc về nhất định sẽ trừng phạt hắn nặng nề. Vậy xin hỏi các hạ là... Tại hạ Dương Nghiêm, là người hầu trong phủ bệnh quốc công, được quốc công gia quan tâm, bây giờ đang giữ chức tổng quản chấp sự thất phẩm ở trong phủ. Quá ra là khai quốc công thần của đại đường đương công khoách, lập công được phong là bành quốc công. Kim đỉnh nuôi châu đại đô đốc đại danh như sấm nổ bên tai. Không biết tổng quản đại nhân tới đây có gì chỉ giáo gì ta? Tiên sinh biết danh hiệu quốc công gia là đại đô đốc thì tốt quá đi. Tại hạ là muốn đến đây báo tin mừng cho tiên sinh đó. Bổ thí đi, tổ quá quá. Ông bà bố thí cho có chút gì ăn không? Bánh bao đây, bánh bao. Đấy, còn một cái bánh bao. Bố thí đi, bánh bao. Không có. Tôi đói lắm rồi. Đi ra. Trời ơi là trời, sao đi quá vậy? Con xin mà. Con xin chút đi ở trong. Đâu quá. Chạy đi.
Chạy đi, chạy đi. Còn đứng đó làm gì? Mau bắt hắn lại cho ta. Dạ thôi, dạ. Bên đây, bên đây. Quốc công gia muốn cầu người hiền. À, xưa nay ngưỡng mộ tài danh của tiên sinh, cho nên đặc biệt phải tôi đến mời tiên sinh sang phủ. Nếu như tiên sinh vào phủ, công danh phú quý chẳng còn bao xa. Tiên sinh nói xem, đây có phải là việc đáng chúc mừng không? Trời trời ơi, được quốc công ngó ngàng tới ha. Lý mổ tôi thật là may mắn tới tận ba đời chứ bộ. Chỉ có điều, quốc công phủ cầu người hiền nè, lại dùng cách tiên binh hậu lễ như vậy, thật sự quá đặc biệt luôn, có phải không? Tiên sinh, đừng nên hiểu lầm, đừng nên hiểu lầm. Thuộc hạ trong phủ, hắn không có hiểu chuyện gì hết. Nhưng mà quốc công gia nhà tôi thì luôn ngưỡng mộ tiên sinh. Nếu như tiên sinh có thể hết lòng mà làm việc á, chức vụ chắc chắn còn cao hơn cả hạ quan nữa. Ê, trời ơi, Lý Mộ không so đo tính toán với kẻ dưới, nhưng phải giữ thể diện cho quốc công gia chứ. Chỉ có điều có một việc riêng Lý Mộ phải nói trước cho đại nhân đó nha, để sau này khỏi mất lòng. Tiên sinh có lời gì xin cứ nói, sau này chúng ta đều là đồng liêu, dễ bàn mà. Hôm qua đại nhân à, nó đang nghe đến tên của ta thì chắc cũng biết quy tắc có tùy ý lâu ta, có phải vậy không hả? Quy tắc à? Quy tắc của tùy ý lâu ta là trả tiền thì xong việc, già trẻ rồi giống nhau. Theo lý thì tận lực cho quốc công gia điều đó đương nhiên, nhưng mà quy tắc thì không thể phá vỡ được, có đúng không hả? Tôi hiểu. Chỗ quốc công gia cái gì không có, chứ kim ngân tài bảo lúc nào cũng sẵn. Vậy hết thì tốt quá trời rồi. Tiên sinh hãy nói con số đi. Vậy thì đa tạ đại nhân nha. Vậy cái con số đó là... Cứ việc tính cho tôi. Lý tiên sinh nếu như không tin, tiểu nhân có thể đảm bảo hả? Vậy thì dễ làm rồi. Giá quan. Dạ. Tính tiền đi. Dạ đến đây. Có rồi. Đây đây. Chủ nhân. Trời ơi, vụ này làm ăn dễ quá ha. Chỉ có 87.300 lượng thôi à, không thêm một đồng, không bớt một xu luôn. Cái gì? Cái gì? 87.300 lượng hả? Sao có thể nhiều đến như vậy được? Có tính lộn không vậy? Sao mà lộn được chứ? Lý Mỗ nói chuyện với người ta, nếu như nó không hợp thì một câu nó một vạn lượng. Ta và ngươi nó tổng cộng đã nói 9 câu, tức là 9 vạn lượng rồi. Khách mới giảm 3%, cộng lại là 87.300 lượng. Giao hàng đi. Tiên sinh đang dẫn chơi phải không? Không có chứ gì. Không có thì đừng cản trở gì làm ăn của tùy lâu. Cút đi. Mắc cười nữa, mắc cười. Xem như ngươi lợi hại. Chúng ta đi. Quẩy cửa cửa gì dữ vô hình. Tưởng hay lắm, giỏi lắm. Ta cảm thấy chúng sẽ không để yên như vậy đâu. Ta mặc kệ. Mọi người vui vẻ không? Hôm nay Lý Mỗ mời nghe. Vô đi. Xin mời vào. Khách sáu làm gì? Vô đi. Xin mời. Mời. Xin mời vào trong. Xin mời vào trong. Chủ nhân mời. Được. Vui quá đi. Hey, yêu đậu, hôm nay thật sự là rất vui. Cái tên mặt mũi ác nô đó khiến người ta phát ghét. Ai mà nghĩ được đường đường là bành quốc công lại sai loại người đó đi làm thuyết khách chứ. Thật là khiến người ta cười đau cả bụng rồi. Quan giang hiếp ba tánh là chuyện không có gì mới mẻ hết. Quốc trì thân là hiệu quý, lại có chút phụ lòng hậu đài. Chỉ có điều chưa từng đích thân trải qua thôi. Hey, nhưng mà cũng phải nói lại, yêu đậu, thật ra ta đang lo cho ngươi đó. Lần này đắc tội với bành quốc công rồi, sau này nhất định phải cẩn thận. Ta nghe thúc phụ ta nói, con người này lòng dạ hẹp hòi, tính tình quái dị lắm.
ông ta và người của ông ta nhất định sẽ gây phiền phức cho ngươi. Lẽ nào huynh còn chưa biết tính của tôi? Đối với Lý Mộ mà nói hả, phiền phức chính là miền lạc thú đó. Trời đúng ơi. Là yêu đạo, ta đương nhiên là biết rồi. Ê, về chuyện này thì Bành Quốc Công vốn không quen biết với ngươi, hôm nay vì sao lại sai người tới tìm ngươi chứ? Không cần phải để ý, trước mắt còn việc cấp bách hơn nhiều kìa. Trước mắt hả? Ừ, đưa tôi tới Linh Quang Tự đi. Hả? Yêu đạo, ta không nghe lộn chứ? Cuối cùng ngươi cũng đồng ý ra tay cứu người rồi. Ê, bệnh tình còn chưa rõ sao mà ra tay được? Có điều chứng bệnh mà khiến thái y còn phải bó tay, không có cách trị, khiến Lý Mổ đây rất là hiếu kỳ đó. Ê trời, ngươi yên tâm đi, chứng bệnh lần này sẽ khiến cho yêu đạo ngươi xứng tầm đó, đi thôi. Ê khoan đã. Ê trời, còn đợi cái gì nữa? Huynh biết quy tắc của bổn tiệm rồi, làm hư bao nhiêu đồ như vậy đương nhiên phải đền rồi. Đền bao nhiêu? Ờ, người quen 8 lượng. 8 lượng hả? Ta không nghe lộn đó chứ. Trời, ta đưa liền nè, xem ra đó là cái giá cho tình bằng hữu của chúng ta ha. Sai rồi, huynh nghĩ xem, giá trị con người của Bành Quốc Công đương nhiên tôi phải đòi cho thật nhiều rồi, còn giá trị con người của huynh thì cho nên tôi sẽ cái tên yêu đạo này, ý của ngươi là sao chứ? Yêu đạo, Linh Quang Tự này 5 năm trước đã bị cháy, đến nay chỉ còn lại mấy gian nhà đổ nát này thôi. Bên trong không có tăng nhân, ta cảm thấy chỗ này là thích hợp nhất để những người mắc bệnh ung dịch trú ở đây đó. Ngươi thấy có ổn không hả? Ừ, việc này làm rất đúng. Hiệu quý đại nhân Lý Tiên Sinh. Ừ. Ta nói người biết, ta đưa Lý Tiên Sinh vào tự khám bệnh, các ngươi nhất định phải canh gác cho kỹ. Tốt lệnh. Nè. Ừ? Cho huynh thứ đồ chơi nè. Ừ? Cái gì đây? Đeo vào đi. Ừ. Ê không đúng, yêu đạo ta nghĩ ra rồi, quy tắc tùy ý lâu của nhà ngươi ta không dám phá đâu, cầm lại đi. Ê, cái này không phải là do cô chủ nhân tùy ý lâu mà là của Lý Thuần Phong tặng cho quốc trì đại nhân đó, cho nên miễn phí. Yêu đạo, đi thôi. Mở cửa. Ê không được, không được, không được. Đừng có chạm vào người ta. Nói nhỏ một chút đừng có ồn. Làm nó tỉnh, nó tỉnh lại là kêu gào đòi ngủ, rồi cũng chẳng biết làm gì nữa. À, ta sẽ không làm ồn đâu. Ừ. Đại thẩm à, ta có thể bắt mạch được không vậy? Yêu đạo, sao rồi? Mạch tượng toán loạn, bệnh tình nguy hiểm, là dịch bệnh không còn nghi ngờ gì nữa, chỉ có điều bây giờ khó mà mò ra được cái đầu mối của nó mà thôi. Cái gì chứ? Tên yêu đạo ngươi cũng không cứu được họ sao? Khổ ghê. Nè, huynh cứu bảy đi. Tôi không phải là yêu đạo, cũng đâu phải là thần tiên gì đâu chứ. Nè, chỗ này nhất định phải canh giữ nghiêm ngặt, phân cách dân đó và người bị nhiễm. Những thi thể đã chết phải nhanh chóng mang ra đất quan, đào sâu 7 tấc mà chôn, để tránh bị cho chó quan đào lên. Mày đã có thể giảm được tốc độ lây lan của ôn dịch này. Ta biết rồi, ta lập tức dặn dò binh sĩ làm ngay. Ngoài ra, binh sĩ cũng phải cẩn thận, không được tiếp xúc da thịt với xác chết, phải thường xuyên tắm rửa và phải lấy nước sôi luộc quần áo lại, có biết chưa? Được rồi, ta nhớ rồi. Ê, yêu đạo à, nơi này nguy hiểm như vậy, hãy cùng ta quay về đi. Ê, tôi đại phu mà, có gì nguy hiểm đâu. Huynh cứ làm việc của huynh đi, tôi còn chuẩn đoán thêm tí xíu nữa. Ê, Tiểu Ngọc, không phải người ở hậu viện hay sao? Bẩm quần chúa, lão mẫu của Tuyết Nhi tỷ tỷ ở nhà bị bệnh nặng nên xin nghỉ về quê. Ta quên mất,
Quản gia, gần đây trong phủ có chuyện gì hay không? Xin quận chúa yên tâm, gần đây trong phủ quận chúa mọi việc đều bình thường. Chỉ có điều trong thành Trường An đã xảy ra hai việc. Việc gì? Một trong hai việc có thể không phải, còn việc kia thì chắc chắn là phải. Từ bao giờ quản gia nói chuyện lòng vòng rồi? Trời ơi, lão nô không dám. Nếu vậy hãy mau nói ta biết là có chuyện gì đi. Chuyện thứ nhất là Bành Quốc Công Dương Công Khuất, lúc ông ta đi ngang qua Tư Thị thì bị người ta mưu sát. Là có người hành thích ông ta sao? Kết quả thế nào? Ông ta chỉ bị hoảng sợ mà thôi. Dương Công Khuất bản thân chỉ bị một chút vết thương ngoài da, nhưng quan trọng nhất là tên thích khách đó đã trốn thoát. Ta không có chút hứng thú gì với con người này, không nói chuyện của ông ta nữa. Vậy còn chuyện kia? Chuyện kia là khắp thành đang đồn rằng Lý Tiên Sinh Tùy Y Lâu bỡn cợt với tổng quản Dương Nghiêm của Bành Quốc Công. Vì sao Lý Tiên Sinh lại bỡn cợt tổng quản của Bành Quốc Công? Nghe nói cái tên Dương Nghiêm tổng quản đó cáo mượn oai hùm, tiên binh hậu lễ, muốn mời tiên sinh đến phủ quốc công nhậm chức, bị Lý Tiên Sinh chế giễu một trận, tức đua chuồng thảo. Cho nên khắp thành đều nói Lý Tiên Sinh vừa có dũng lại vừa có mưu. Được, Phất Dân đã biết rồi, quản gia lui xuống đi. Dạ. Ta đoán là Lý Tiên Sinh sẽ không đi theo Bành Quốc Công đâu. Con người coi thường quyền quý, phóng khoáng không ràng buộc như vậy thật khiến người khác khâm phục. Có điều kết thù oán với người của Bành Quốc Công cũng chẳng phải là việc hay gì. Quận chúa lo là Lý Tiên Sinh sẽ bị thiệt thòi sao? Người của Bành Quốc Công đã bị ê mặt ở Tùy Ý Lâu, vậy Dương Công Khuất nhất định không chịu để yên đâu. Con người này tính tình tàn ác thù giặc, nhất định sẽ báo thù. Phải nói cho Lý Tiên Sinh biết để cẩn thận đề phòng ông ta vững hơn. Quận chúa, Bành Quốc Công hiện giờ đang là trụ cột của triều đình, trong mắt thánh thượng là người tâm phúc. Quận chúa đi tìm Lý Tiên Sinh như vậy, có khi nào... Ta đường đường là Phất Dân quận chúa, hậu thế của tôn thất lẽ nào lại sợ người tiểu nhân bị ổi xuất thân hèn kém như ông ta. Nô tỳ chỉ là xin quận chúa phải cẩn thận đề phòng tiểu nhân. Sự việc là như vậy đó. Giỏi cho Lý Thuần Phong không biết trời cao đất rộng. Bổn công đã tiến cử hắn trước mặt thánh thượng, vậy mà sau lưng hắn lại làm nhục bổn công. Truyền lời của ta, đóng cửa Tùy Ý Lâu, coi hắn còn kiêu ngạo được không? Quân công già, không có được. Nếu như có thể làm được như vậy, tiểu nhân đã làm từ lâu lắm rồi á. Có cái gì mà không được? Này quốc công già, cứu trợ dân bị nạn, đang ở thế cao đẹp trượng nghĩa. Nếu như bây giờ đóng cửa Tùy Ý Lâu, tiểu nhân e là đám ngu dân không có hiểu chuyện đó, sẽ cho rằng quốc công gia ỷ mạnh hiếp yếu thì sao? Như vậy có phải tự nhiên có cớ để cho chúng bàn tán không? Những lời này cũng có lý lắm. Thiên Y thần tiên, Hứa chân nhân đã mời tới chưa? Hồi bẩm quốc công, đã mời vào tỉnh thất ở trong phủ rồi. Lão thần tiên đó hiện đang dẫn công làm phép để giúp cho quốc công tiêu diệt nạn và cầu phúc nữa. Tốt. Lý Thuần Phong, thiên hạ không chỉ có mình ngươi là cao nhân đâu. Được, lão phu sẽ tha cho ngươi thêm vài ngày, đợi sau khi xong việc nhất định cho ngươi biết hậu quả của việc đắc tội với ta như thế nào. Đúng. Mau lại đây. Tắm rửa thay y phục, ta phải bái kiến Hứa chân nhân. Dạ. Nè, dìu người này sang bên này đi nhanh lên. Ấy, đợi đã, đưa ra ngoài nhanh lên. Lại đây. Xem ra người bệnh càng ngày càng nhiều rồi. Cứ như vậy không xong đâu. Người hãy nhớ rõ, nhất định phải canh gác kỹ chỗ này. Chỉ được vào, không được ra. Đề phòng dịch bệnh ở đây lan vào trong thành, hiểu chưa?
quốc trị đại nhân. Trong tự bây giờ toàn người mắc bệnh, nếu không kịp thời khống chế e là dịch bệnh này... Được rồi, đừng nói nữa, không cần phải lo lắng đâu. Triều đình đang tích cực tìm cách cứu người, Lý tiên sinh cũng đang cố gắng nghĩ cách trị bệnh đây. Tin rằng không lâu nữa sẽ có kết quả thôi. Người hãy canh gác cho kỹ chỗ này, biết chưa? Dạ. Nè, hãy đi chuẩn bị một ít thảo dược. Tên của thảo dược tôi đã viết trên tờ giấy này. Được rồi, cứ yên tâm đi. Tốt quá. Lý tiên sinh có nhà không? Giáo quan quản gia, nô tỳ đi theo quận chúa Phất Dân là Tiểu Ngọc, xin cầu kiến Lý tiên sinh. Thật không may, chủ nhân của ta lúc này không có trong tiệm. Vậy phải làm sao đi? Có chuyện gì cứ nói với ta nè, bổn trưởng quầy sẽ thay mặt giải quyết cho. Đương nhiên là việc gấp rồi, quận chúa nhà tôi có dặn phải nói trực tiếp với Lý tiên sinh, xin giáo quan trưởng quầy giúp đỡ cho. Nếu như vậy, cô có thể đến Linh Quang tự tìm coi, chủ nhân nhà ta có lẽ đang ở đó. Đa tạ giáo quan trưởng quầy. Quận chúa, Lý tiên sinh lúc này không có ở tùy ý lâu. Không có ở tùy ý lâu. Có hỏi rõ là đi đâu hay không? Giáo quan trưởng quầy nói là có thể Lý tiên sinh ở Linh Quang tự. Linh Quang tự? Quận chúa. Trời đất ơi. Nè, trời ơi trời. Nè, đeo cái này vô đi, không thôi bị lây bệnh bây giờ đó nghe. Hả? Đa tạ tiên sinh. Quân chúa à, không được chạm vào cái gì, không được sờ vào cái gì hết. Hả? Lần này quân chúa đến là lo lắng cho dịch bệnh ở đây đúng vậy không? Bệnh dịch đã có tiên sinh ở đây, Phất Dân không cần phải lo lắng. Người mà ta lo lắng kỳ thật là Lý tiên sinh. Lo cho tôi hả? Tôi có gì đâu phải lo. Lý tiên sinh, tiên sinh đã bẩn cợt tổng quản của Bành Quốc Công. Cái chuyện nhỏ xíu như vậy mà lan truyền nhanh quá, xem ra trong thành Trường An này thực sự chẳng có gì là bí mật hết. Tiên sinh có biết Dương Công Khuất là người thế nào không? Nghe nói chứ chưa gặp bao giờ. Khi ra ngoài đi. Nếu như không quen biết, vậy tiên sinh có biết vì sao ông ấy lại tìm đến tùy ý lâu ý không? Ý Bành Quốc Công là muốn Lý Mộ giúp sức cho ông ấy thôi. Tiên sinh cẩn thận với con người này, ông ta lòng dạ độc ác, đặc biệt hay thù giặc, mong tiên sinh hãy cẩn thận. Nếu nói như vậy thì Lý Mộ vừa phải trị bệnh vừa phải đề phòng Dương Công Khuất rồi ha. Tiên sinh hiểu là được. Dịch bệnh hại dân, Dương Công Khuất hại người. Dương Công Khuất đạt được mục đích cũng giống như dịch bệnh đạt được mục đích, cuối cùng người bị hại vẫn là ba tánh Trường An. Đa tạ quần chúa nhắc nhở, Lý Mộ sẽ tự biết lo liệu thôi. Có điều Lý Mộ nhân rất hiếu kỳ, thù giặc tất trả, không biết sẽ thế nào. Quần chúa không cần phải lo. Khi anh ta ra ngoài đi, để ta xem bệnh cho. Không ngờ gặp một vị lão tiên nhân lại được coi trọng như vậy. Tắm rửa thay y phục còn hơn cả gặp hoàng đế nữa. Xem ra làm chân nhân còn có thể diện hơn làm hoàng đế nữa. Như vậy mới thể hiện được sự thành tâm của quốc công gia, tinh thành sở trí, kim thạch di khai. Dịch bệnh á, tất sẽ bị dập tắt thôi. Đến lúc đó quốc công gia có lẽ là Dương gia rồi. Hy vọng được như lời ngươi nói, đến lúc đó quản gia như ngươi cũng sẽ được thăng quan và tiến chức. Nhờ phúc của ngài, nhờ phúc của ngài. Có thích khách. Thích khách, mặc lấy thích khách. Phong tỏa yên. Bắn. Nhìn lên.
Quần dữ vậy. Đuổi theo, đuổi theo mau. Đuổi theo. Bọn quốc công muốn bắt sống. Ê, quốc công gia thật là thần dũng. Cái tên thích khách nó còn non đó, dám đến đây vuốt râu hùm, bắt được hắn về đây nhất định sẽ băm dập thành trăm mảnh luôn. Chuyện này thật sự rất kỳ lạ. Có kẻ nào mà dám liên hoàn kích sát, truy từ ngoài đường vào tới trong phủ chứ? Tiểu nhân cũng cảm thấy kỳ lạ lắm. À, quốc công gia, ông hãy nhanh chóng đi gặp Hứa chân nhân đi. Chân nhân chắc chắn là có thể phán đoán được điềm lành hay dữ đó.